Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất. Đừng quên nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và nhấn nút theo dõi kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào quý vị nha. Sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sự thật về biểu cảm miếu máu để đời của mũi trưởng Long trong bức ảnh bị hậu hoàng Photoshop để trả đũa. Thì ra ý nghĩa của gương mặt miếu máu ấy hoàn toàn trái ngược với những gì dân mạng nghĩ. Cuối tuần vừa qua, khi tập 13 lên sóng, hồi đẩy thuyền Hậu Hoàng và Mũi Trưởng Long đã được dịp đẩy tưng bừng nhất từ khi sau nhập ngũ phát sóng đến hiện tại. Bởi lẽ hai nhân vật chính liên tục tung hứng, thậm chí nửa đùa nửa thật tự mình tăng tốc cho thuyền tình, khiến dân mạng vui như trảy hội. Không dừng lại ở đó, Hậu Hoàng còn trổ tài Photoshop, ghép mặt Mũi Trưởng Long vào người mình và ngược lại để trả thù cho việc sỉ nhục chuyện chặt gói. Ngay lập tức hành động của hậu hoàng nhận về vô số sự thích thú của mọi người, ai cũng phải phì cười trước sự lầy lội của cặp đôi. Bên cạnh đó, nhiều người còn thắc mắc nữ youtuber kiếm đâu ra biểu cảm như đang miếu này khi đồng chí mũi trưởng chỉ có hai trạng thái là nghiêm nghị và cười tỏa nắng. Thậm chí phương án hậu hoàng photoshop để có được bức ảnh như mong muốn cũng được đưa ra. Tuy nhiên, thắc mắc này đã được giải đáp ngay sau khi Kỳ Duyên đăng ảnh về tập 13 trên Instagram. Quá ra đây là khoảng khắc mũi trưởng Long nhận xét về thành tích của Kỳ Duyên khi cô nàng chặt 3 trên 4 miếng ngói. Về phần mình, đồng chí mũi trưởng cũng cáp ngay bức ảnh Mimi về mình và đăng to ri. Tức, chính vì vậy mà dân tình lại phát hiện ra hậu quang đã tẩy trắng nhẹ cho làn da dạng dài sương gió thao trường của mũi trưởng. Vì mà vẫn có tâm thế này thì bảo sao dân tình lại muốn đẩy thuyền nữa, đẩy thuyền mãi nhỉ?